Vâng, với video tiếp theo thì em lại tiếp tục test thử một bộ sản phẩm gồm một chiếc đẩy liên vang Audio Blanc HS2. Dòng này thì công suất nó rất khỏe, về chế độ echo dị vật của nó rất chi tuyệt vời và có cả tính năng low dirt và FX, tính năng chống hú nhé, chống hú của nó rất chi tuyệt vời. Và phối ghép với các bác đang xem đây, đó là một đôi MWF HK10. Dòng này sở hữu một bass 25 và một tép kèn. Hàng vãi xịn nhé các anh nhé, chất âm của nó rất chi là hay, rất chi là sáng tiếng. Chỉ cần một chiếc đẩy liên vang và một đôi MWF HK10 này, nó mang ra chất âm thì rất chi là đẳng cấp thôi. Mà lại đơn giản gọn nhẹ, các bác chỉ cần kết nối TV vào đây hay điện thoại vào đây là các bác nghe nhạc hoặc hát karaoke. Rất đơn giản. Giờ đây em sẽ test thử chất âm, mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm này. Hai trong một và tất cả các thứ nó tích hợp trong những chiếc âm ly liền vang này, gọi là đẩy liền vang, rất chi là hay nhé các bác nhé. Đây, để test cho một bạn khách cũng cách cho em khoảng chục cây, như bạn cũng đã về nhà rồi, em sẽ cho xe chở cho bạn đó. Bạn đó thì đi chở người yêu thì cũng đã về nhà. Em sẽ test thử, mời toàn thể các bác thưởng thức bộ sản phẩm này. Với sản phẩm MWF ngày hôm nay em cho lên đường rất nhiều, nó vào hơn 10 đôi thì cũng đã được đóng gói để sáng sớm ngày mai em sẽ chuyển đi cho các bác. Và có những kiện em phải đóng xốp thì để gửi đi bằng con đường Viettel khi bên em đóng rất chỉ cẩn thận. Và đây là những kiện hàng cũng đã để chuẩn bị chuyển đi cho các bác. Giờ đây lại quay lại bộ sản phẩm này, mời toàn thể các bác thưởng thức bộ sản phẩm của MWF với cả Audio Plan HS2 nhé. Không phải giới thiệu hay quảng cáo nhiều, với những sản phẩm của loa MWF này thì nó rất chi là tên tuổi rồi. Thì các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa MWF hay những chiếc đẩy liền vang, bên em vẫn còn khoảng chục con, thì các bác hãy sớm liên hệ với bên em để được sở hữu những sản phẩm rất chi chất lượng và lại giá cả rất chi là tuyệt vời. Với bộ sản phẩm này thì nó chỉ rơi vào khoảng 9 triệu, hơn 9 triệu cả mic nhá các bác nhá, mic dây. Thì các bác một bộ rất xin là êm ái, thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại ở trên nhé. Giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.